Cách để loại bỏ da khô, hầu hết mọi người đều gặp phải tình trạng khô da tại một thời điểm nào đó trong cuộc sống. Da khô thường là do điều kiện môi trường, do di truyền hoặc là do tắm rửa quá mức gây nên. Nếu như bạn đang phải đối mặt với tình trạng khô da, bạn không nên quá lo lắng, có rất nhiều phương pháp mà bạn có thể thực hiện để dưỡng ẩm cho da và ngăn ngừa da không bị khô trở lại. Dưỡng ẩm từ bên ngoài. 1. Dưỡng ẩm một cách thường xuyên và nhất quán. Bất cứ một người nào cần hiểu rõ về sự nhất thiết của việc dưỡng ẩm cho da khi da bị khô, nhưng điều quan trọng là bạn cần phải biết cách để dưỡng ẩm hiệu quả. Ví dụ, thoa một lớp dày kem dưỡng ẩm lên da một lần mỗi tuần sẽ không giúp ích được nhiều cho làn da của bạn. Bạn cần phải dưỡng ẩm cho da thường xuyên và nhất quán để có thể đối phó với tình trạng khô da một cách hiệu quả. Đặt sản phẩm dưỡng ẩm cho da mặt bên cạnh giường ngủ. Điều này sẽ giúp nhắc nhở bạn dưỡng ẩm cho da mỗi đêm trước khi đi ngủ. Hãy biến nó trở thành một phần của thói quen ban đêm của bạn. Nếu da tay của bạn bị khô, hãy cất một ống kem bôi tay nhỏ vào túi xách hoặc đặt nó bên cạnh bồn rửa và nhớ sử dụng nó sau mỗi lần rửa tay. 2. Dưỡng ẩm cho da khi da của bạn vẫn còn ẩm. Dưỡng ẩm khi da bạn vẫn còn ẩm ướt đôi chút sẽ giúp cho bạn lưu lại nhiều độ ẩm trong da hơn. Sau khi rửa mặt, dùng khăn để thấm khô lượng nước dư thừa trước khi bôi kem dưỡng ẩm cho da. Thực hiện tương tự đối với cơ thể. Dùng khăn thấm vào da cho đến khi da chỉ còn hơi ẩm đôi chút. Sau đó hãy thoa kem dưỡng ẩm tốt cho da để da khô tự nhiên, vì như vậy da mới có thể hấp thụ hoàn toàn độ ẩm. Nếu như làn da của bạn vẫn còn khô, hãy bôi thêm một lớp kem dưỡng ẩm lên da sau khi lớp kem đầu tiên đã hoàn toàn thấm vào da. 3. Thay đổi sản phẩm chăm sóc da. Bạn có thể sẽ cần phải thay đổi sản phẩm mà bạn đang sử dụng, tùy thuộc vào tình trạng của da theo từng thời điểm trong năm. Tùy vào những tháng lạnh, bạn có thể sẽ cần phải thay thế những sản phẩm dưỡng ẩm cao hơn. Vào mùa hè, bạn nên sử dụng loại sản phẩm có chứa độ chống nắng SPF. Nếu như làn da của bạn thuộc loại da hỗn hợp, bạn nên bôi kem dưỡng ẩm dịu nhẹ tại khu vực da thường có nhiều dầu, chẳng hạn như vùng chữ T, và bôi kem dưỡng ẩm có nhiều độ ẩm hơn tại những phần có da khô hơn. 4. Lựa chọn sản phẩm làm sạch phù hợp. Hãy cẩn thận khi lựa chọn sản phẩm làm sạch da mặt hoặc da cơ thể, vì một số sản phẩm có thể loại bỏ độ ẩm trên da. Bạn nên chọn loại kem hoặc sữa dịu nhẹ vừa có tác dụng làm sạch da, vừa dưỡng ẩm cho da. Và bạn cũng nên tránh xa những loại sản phẩm làm sạch có chứa nhiều hương liệu, vì hóa chất có trong những sản phẩm này có thể gây ra tình trạng khô da. 5. Tẩy tế bào chết cho da một cách nhẹ nhàng. Tẩy tế bào chết là một cách tuyệt vời để loại bỏ lớp da chết trên làn da của bạn trở nên mịn màng hơn. Tuy nhiên, nhiều loại sản phẩm tẩy da chết cũng có thể loại bỏ độ ẩm và gây kích ứng cho da. Đây cũng là lý do vì sao tẩy da chết dịu nhẹ lại khá quan trọng. Và bạn phải sử dụng sản phẩm và kỹ thuật phù hợp. Các chất có chứa trong một vài loại sản phẩm tẩy da chết cho da mặt có thể loại bỏ độ ẩm cần thiết cho da. Thay vì sử dụng chúng, bạn hãy dùng một chiếc khăn ẩm để massage toàn bộ khuôn mặt theo chuyển động tròn để có thể tẩy da chết một cách nhẹ nhàng và hiệu quả. Loại bỏ sản phẩm tẩy da chết dạng hạt có tính mài mòn da và thay bằng sơ mướt. Găng tay tẩy da chết hoặc bàn chải da khô để nhẹ nhàng tẩy đi tế bào chết trên da. Luôn nhớ bôi sản phẩm dưỡng ẩm cho da sau khi tẩy tế bào chết. 6. Hạn chế sử dụng sản phẩm đặc trị. Trong nhiều trường hợp, da khô là có tác dụng phụ của một vài sản phẩm đặc trị, cụ thể chẳng hạn như trị mụn và nếp nhăn. Nếu như bạn đang phải sử dụng chúng để loại bỏ mụn hoặc đối phó với tình trạng lão hóa da, bạn không cần phải ngừng hoàn toàn việc sử dụng những sản phẩm này. Bạn chỉ nên hạn chế sử dụng chúng một cách thường xuyên, bởi vì các hoạt chất cụ thể có trong thành phần của những sản phẩm này có thể làm cho tình trạng khô da trở nên trầm trọng hơn, đặc biệt là vào mùa đông. 7. Xoa dịu tình trạng ngứa da. Da khô thường gây ngứa, nhưng gãi sẽ chỉ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn và thậm chí gây tổn hại cho da. Đôi khi dưỡng ẩm đơn thuần có thể sẽ làm dịu cảm giác ngứa ngáy do khô da, nhưng nếu như bạn muốn giảm thiểu tình trạng này một cách tối đa, bạn hãy thử bôi kem hydrocortisone hoặc sản phẩm dưỡng ẩm chống ngứa không cần kê toa. Dưỡng ẩm từ bên trong. 1. Uống nhiều nước. Nước giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể và cung cấp dưỡng chất cho tế bào. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng khô da bằng cách giữ cho cơ thể luôn được nuôi dưỡng và cung cấp đầy đủ nước. Bạn cần phải uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. 2. Ăn rau củ quả tươi. Chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng sẽ giúp cung cấp vitamin và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể luôn khỏe mạnh và nhận đủ lượng nước cần thiết. Hãy cố gắng ăn ít nhất 2 phần rau lá xanh và 2 phần hoa quả mỗi ngày. Hoa quả và rau củ có chứa nhiều nước, chẳng hạn như dưa hấu, bông cải xanh và cà chua, rất tốt cho việc cung cấp nước cho cơ thể.
3. Ăn chất béo lành mạnh. Ăn những thực phẩm có chứa những loại chất béo có ích, góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể cho cơ thể, tăng cường lưu thông máu và cung cấp dưỡng chất cho tế bào trong cơ thể, bao gồm da. Hãy cố gắng tìm ăn nhiều những thực phẩm có chứa chất béo không bão hòa đơn, chẳng hạn như quả bơ, dầu ô liu và bơ lạc, và thực phẩm có chứa những chất béo không bão hòa đa, chẳng hạn như cá hồi, quả ốc chó và đậu phụ. 4. Sử dụng thực phẩm bổ sung. Thực phẩm bổ sung là một cách dễ dàng và hiệu quả để cung cấp dưỡng chất và vitamin cần thiết cho cơ thể, giúp da trở nên khỏe mạnh và giúp dưỡng ẩm cho da. Bạn có thể sử dụng dầu cá. Sản phẩm này rất tốt cho da khô và cho mắt, hoặc tăng cường thêm vitamin A, chất chống oxy hóa có tác dụng tái tạo và bảo vệ da. 5. Giảm tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều muối và thực phẩm khô. Thực phẩm mặn và khô sẽ gây mất nhiều nước, khiến tình trạng da khô trở nên tồi tệ hơn. Hạn chế sử dụng chúng càng nhiều càng tốt để tránh mất nước và đem lại lợi ích cho sức khỏe tổng thể của bạn. 6. Không hút thuốc. Tác dụng phụ của hút thuốc đã được khoa học chứng minh khá rõ ràng, nhưng có thể bạn sẽ không biết rằng hút thuốc cũng gây ảnh hưởng không tốt cho làn da của bạn. Lượng hắc ín có trong thuốc lá làm tắc nghẽn lỗ chân lông, gây mụn đầu đen và mụn trứng cá. Hút thuốc lá cũng làm suy yếu các mô chứa vitamin C, yếu tố quan trọng để có một làn da khỏe mạnh. 7. Hạn chế uống rượu bia. Rượu bia gây mất nước cho cơ thể, từ đó gây ảnh hưởng đến da. Nó hạn chế khả năng hấp thụ chất lỏng của cơ thể, dẫn đến mất nước, mất chất điện giải và khoáng chất. Điều này sẽ khiến cho làn da của bạn trở nên khô, đỏ và dễ kích ứng. Bạn chỉ nên uống rượu bia với liều lượng vừa phải, và khi bạn uống, hãy uống một ly nước giữa một ly rượu. Ngăn ngừa tình trạng khô da. 1. Tránh tắm quá nhiều. Không nên tắm hoặc rửa quá nhiều vì hành động này sẽ khiến cho da của bạn trở nên khô hơn. Để tránh tình trạng khô da, bạn chỉ nên tắm một lần mỗi ngày. Không nên xông hơi và không nên sử dụng nước quá nóng. Sử dụng nước ấm hoặc nước mát để duy trì độ ẩm cho da. Nước quá nóng có thể là xu hướng loại bỏ lớp lipid bảo vệ da. Tương tự, bạn cũng nên tránh tắm quá lâu. 2. Dưỡng ẩm cho da quanh năm. Nhiều người biết khá rõ về điều này, tuy nhiên một số người khác thì lại không như vậy. Bằng cách dưỡng ẩm mỗi ngày, làn da của bạn sẽ luôn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, cho dù đó là cơn gió lạnh của mùa đông khắc nghiệt hoặc là một cái nóng thiêu đốt của mùa hè. Những người sở hữu làn da nhạy cảm nên tránh các loại kem có chứa hương liệu hoặc latonin vì chúng sẽ đem lại phản ứng tiêu cực cho da. Tìm mua những sản phẩm có chứa glycerin hoặc acid hyaluronic vì cả hai chất này rất tuyệt vời để dưỡng ẩm cho da. 3. Bôi kem chống nắng. Nếu bạn thường phải dành nhiều thời gian ngoài trời, bạn nên bảo vệ khuôn mặt của bạn với kem chống nắng hoặc kem dưỡng ẩm có độ SPF 15 hoặc cao hơn. Nó sẽ giúp bảo vệ làn da mặt nhạy cảm của bạn khỏi những tổn hại từ ánh nắng mặt trời, gây cháy nắng, sạm da và thậm chí là hình thành những nếp nhăn. Hãy nhớ rằng bạn có thể bị cháy nắng vào mọi thời điểm trong năm, vì vậy kem chống nắng không chỉ dành riêng cho mùa hè. 4. Sử dụng máy tạo độ ẩm. Nếu như không khí trong nhà của bạn khá khô, làn da của bạn có thể sẽ bị mất đi độ ẩm khi bạn ngủ, khiến cho nó trở nên khô ráp và bong tróc vào buổi sáng hôm sau. Để ngăn ngừa tình trạng này, hãy đặt máy tạo độ ẩm trong phòng ngủ và sử dụng nó khi bạn đang ngủ. Đặt một bát nước hoặc một chậu nước gần máy sưởi trong phòng ngủ là phương pháp ít tốn kém, tự làm mà bạn có thể thực hiện để thay thế máy tạo độ ẩm. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các loại cây giúp tạo độ ẩm, chẳng hạn như cây dương sỉ, Boston, cây dương sỉ tre, cây sung cảnh. Chúng sẽ giúp làm tăng độ ẩm trong không khí thông qua sự bốc hơi nước. Vì vậy, bạn hãy đặt một cây ở trong phòng ngủ của bạn. Nó vừa có thể giúp ích cho làn da của bạn, vừa có thể đem lại cho bạn như đang sống ở một vùng nhiệt đới. 5. Che chắn cho da. Bảo vệ làn da khỏi tác nhân gây ảnh hưởng bằng cách che chắn cho da càng nhiều càng tốt. Vào mùa đông, bảo vệ da khỏi những cơn gió gây khô da bằng cách đội mũ, choàng khăn và đeo găng tay. Bôi son dưỡng ẩm để bảo vệ cho môi. Vào mùa hè, bạn cũng nên đội mũ lưỡi trai hoặc mũ rộng vành để bảo vệ da khỏi những tia nắng khắc nghiệt của mặt trời. Mặc áo sơ mi dài tay thoáng mát và quần dài để bảo vệ cho da khỏi bị cháy nắng. Phương pháp điều trị tại nhà. 1. Sử dụng mỡ khoáng Petroleum Jelly. Không ai có thể phủ nhận đặc tính dưỡng ẩm của mỡ khoáng. Mỡ khoáng có khả năng làm mềm và có thể hình thành rào cản ngăn độ ẩm bay hơi khỏi bề mặt da. Nó cũng khá rẻ tiền và là phương pháp phù hợp để điều trị tình trạng da khô nếu như bạn không có nhiều kinh phí. Tốt hơn hết là bạn nên bôi mỡ khoáng vào ban đêm vì nó khá đặc và dính. Hãy cố gắng làm ẩm cho da. Bôi một lớp sản phẩm dưỡng ẩm thông thường lên da, sau đó thoa một lớp mỏng mỡ khoáng để duy trì độ ẩm cho da. Bạn cũng có thể sử dụng mỡ khoáng cho bàn tay và bàn chân. Bôi một lớp mỡ khoáng vào bàn tay và chân trước khi đi ngủ. Đeo găng tay và tóc để thúc đẩy sự hấp thụ dưỡng chất vào da và ngăn mỡ khoáng không bị khăn trải giường lau sạch. Làn da của bạn sẽ trở nên mịn màng và ẩm mịn vào sáng hôm sau.
2. Dùng quả bơ, nghiền một nửa quả bơ tươi, chín và cho thêm khoảng 60ml, 1/4 cốc mật ong vào hỗn hợp. Bạn có thể thêm vào một thìa uống trà sữa tươi hoặc sữa chua nếu muốn. Thoa đều hỗn hợp chăm sóc da này lên mặt và cổ. Sau 10 phút, hãy rửa sạch với nước mát để nuôi dưỡng sâu cho làn da. 3. Dùng chuối. Chuối có thể làm trẻ hóa một làn da khô, giúp cho da trở nên mềm mại và mịn màng. Nghiền một nửa quả chuối trong một chiếc bát và bôi đều hỗn hợp lên da mặt và cổ. Sau từ 5 đến 10 phút, hãy rửa sạch với nước ấm. Để tăng cường hiệu quả của loại mặt nạ này, bạn có thể thêm một thừa uống trà mật ong vào hỗn hợp. 4. Sử dụng sữa tươi. Sữa tươi được sử dụng như sản phẩm dưỡng ẩm cho da trong một khoảng thời gian dài. Thật ra, nữ hoàng Cleopatra từng tắm với sữa tươi. Nếu điều này nghe có vẻ quá xa xỉ đối với bạn, bạn chỉ cần rửa mặt với sữa tươi để dưỡng ẩm cho da và giảm những vết thâm. Cách tốt nhất thực hiện phương pháp này đó là cho một ít sữa tươi nguyên kem vào một chiếc cốc, nhúng một chiếc khăn mặt mềm vào dung dịch, sau đó massage sữa tươi lên da. Acid lactic có trong sữa sẽ nhẹ nhàng làm sạch da, trong khi lượng chất béo cao sẽ rất tốt để dưỡng ẩm cho da. 5. Sử dụng mayonnaise. Mayonnaise được cho là khá tốt cho làn da khô. Tạo một hỗn hợp gồm 2 thìa sức mayonnaise cùng 1 thìa nước cốt chanh và 1 nửa thìa uống trà mật ong và bôi trực tiếp lên da và để yên trong khoảng 10 phút. Để có kết quả tốt nhất, hãy thực hiện mỗi tuần một lần. 6. Làm sản phẩm tẩy tế bào chết từ đường. Bạn có thể tự tay làm sản phẩm tẩy tế bào chết từ đường để loại bỏ những tế bào chết trên da và dưỡng ẩm cho da bằng cách tạo một hỗn hợp từ một nửa tách đường nâu hoặc đường trắng và một ít dầu ô liu. Nếu thích, bạn cũng có thể thêm một hoặc hai giọt tinh dầu như tinh dầu bạc hà hoặc vani hoặc một thìa cà phê mật ong. 7. Sử dụng lô hội. Lô hội giúp dưỡng ẩm cho da và đồng thời làm giảm tấy đỏ và viêm nhiễm một cách tự nhiên. Để sử dụng, hãy bẻ đôi lá cây lô hội tươi và bôi chất nhựa dính trong suốt lên mặt. Để yên trong 15 phút, sau đó rửa sạch. Để có kết quả tốt nhất, bạn hãy thực hiện từ 1 đến 2 lần mỗi tuần. Bạn có thể tìm mua cây lô hội tươi tại vườn ươm hoặc tiệm cây cảnh. 8. Dùng dầu. Các loại dầu tự nhiên, chẳng hạn như dầu ô liu, dầu hành nhân và dầu dừa đều là những bài thuốc tuyệt vời cho làn da khô và bong tróc. Bạn chỉ cần bôi một lớp dầu mỏng lên da vào buổi sáng hoặc buổi tối để có được một làn da mịn màng và mềm mại hơn. 9. Sử dụng đá viên. Bạn có thể chà sát đá viên lên mặt. Phương pháp này sẽ giúp tăng cường sự tuần hoàn máu trên mặt và sẽ cung cấp nhiều độ ẩm hơn cho bề mặt của da. Đây là phương pháp khá tuyệt vời để bạn loại bỏ da khô và sở hữu một khuôn mặt rạng rỡ. 10. Thoa glycerin. Sử dụng một vài giọt glycerin và thoa đều khắp mặt và cổ, để yên trong vòng 20 phút, sau đó rửa sạch với nước ấm. Da mặt của bạn sẽ trở nên mịn màng và rạng rỡ hơn. Lời khuyên, không nên chà sát da khô vì hành động này có thể sẽ để lại những vết đỏ trên da và gây kích ứng. Không nên sử dụng đường để tẩy da chết. Thật ra khi nhìn dưới kính hiển vi, đường khá sắc bén, nó sẽ gây xước da và gây đỏ cũng như hư tổn cho da. Bạn cũng có thể sẽ không loại bỏ được lớp da khô bằng đường. Nếu các phương pháp trên không đem lại hiệu quả, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ thẩm mỹ hoặc da liễu. Bạn có thể tìm mua sản phẩm dưỡng ẩm hoặc xà phòng dành cho bệnh chàm tại những nhà thuốc trong khu vực và sử dụng chúng mỗi ngày. Tại Việt Nam, bạn có thể tìm mua các loại kem chẳng hạn như Aderma và Physiogel. Thường xuyên đeo găng tay bằng vải cô tông để bảo vệ da tay. Uống nước trái cây để có thể xoa dịu triệu chứng bệnh chàm. Hãy thử qua phương pháp làm sạch da dầu. Nếu như bạn bị chàm, hãy sử dụng kem bôi Aderma. Nó sẽ giúp xoa dịu làn da của bạn và bạn có thể bôi nó lên da tại mọi thời điểm khi bạn cần. Sữa dưỡng thể Aveeno và bông làm sạch da là những sản phẩm khá tuyệt vời. Nên nhớ không được rửa mặt quá nhiều vì nó cũng có thể gây khô da. Luôn nhớ rửa mặt sạch với nước ấm, sau đó rửa lại với nước lạnh. Nước lạnh sẽ giúp xê khít lỗ chân lông đang mở to do sử dụng nước ấm. Sau đó, hãy nhớ dưỡng ẩm cho da. Tìm mua dầu dừa, bôi dầu dừa mỗi đêm trước khi đi ngủ sẽ giúp đem lại một làn da mịn màng, loại bỏ da khô và thu nhỏ mụn. Cảnh báo, tình trạng khô da sẽ dẫn đến lão hóa da sớm, vì vậy bạn không nên phớt lờ. Ngoài ra, da khô cũng có thể tăng cường sự sản sinh dầu trên da như một cách để da tự cung cấp theo độ ẩm, điều này có thể gây nên mụn. Đá viên cũng có thể sẽ khiến cho làn da khô hoặc da mặt của bạn bị bỏng rát, vì vậy hãy cẩn thận và hạn chế mức độ sử dụng phương pháp này.